Bạn xuất đây này đang học nghề ngày này dương mà chụp nghề sang chụp máy hay ngày này đã cứ nhóm biên lab mối để bẹp bọn năng ca cần phải cứ ring lan for Cisco router bạn lúc bây giờ mà lệnh mới đại cảm bình cứ dương miền pi network bạn network mối để miền IP address mà rồi cao pi rồi hồng bảy chụp mối chụp zone slam một phẩy bốn network mới tiết miền IP address mà rồi cao pi mà rồi hồng bảy chụp pi chụp zone slam một phẩy bốn được nghề bạn pi net bậc đi dương một lệnh mở miền switch tìm mùi nú cứ miền buồn hó switch lịch pi miền buồn hó được nè để nó là switch lịch mùi hay switch lịch pi cứ difference ba network chẳng là lỡ dương start cho tôi cần router thằng ngọt nè ba cho một cần router cho xin lại ba tầm mà dương hay comment in the ball terminal bạn dương nên thôi kia sáng hotname từ ơi căn rào từ ní chắc chúng đã thấy hotname và DC và sai o chẳng nên ở đây khi phải để dương thay của mình hotname dương khi đã chain vì hotname rào từ một căn hotname để dương bạn đặt và DC sai o ok tập và tiết dương nên thôi kia cần bây giờ IP address nó lên interface của bộ rào từ interface chỉ cần biết zone slash zone và IP address rồi cao phí rồi hồng bảy chạy mũi và slam một phẩy buồn chắc là mấy bác port nó là router nhưng cái port bên nó sai cả hôm lại nhưng phải comment nó shut down ok nên ở đây ai khơi nháy cứ port chạp đam start đấy app ấy đầu bộ tao chỉ kêu hay port đây có định bằng can speed cứ đầu bộ tao tức rồi chúng chạm chạy trên muối ship cho tôi can interface của bar router mũi tiết chỉ cần biết số slam muối chẳng dừng phơi kè xài nhà pin được nĩa hai pin rồi cao pí rồi hồng bảy cho pí trên muối và slam một phẩy buồn được nĩa chẳng làm bài bao phát dương thay của mình nó sẽ đỏ được nĩa chẳng dừng kinh phát chập đầm app hỏi và chạm chạy trên muối như vậy cái mình write một cái write memory cái tụi mình save configuration chẳng tụi mình verify configuration để dùng mang là sản IP mình dùng ai phần mình số IP và interface free tụi mình dùng enter mùi máu chẳng dùng một verify ngọt nế chẳng tìm mùi nhưng ngọt nế khơi port chi cái bit số là số nít cái dùng sản IP address mà rồi kéo phím rồi không phải chạy mùi và chi cái bit zone slam mùi nếu như là sáng IP address rồi cao phí rồi hôm bảy chạy phí chạy mùi và bắt đầu một tiết dưới nó thua kè với gỡ hot name lớn speed này được nế cho xin ai máu và như cho in the ball máu với gỡ terminal hot name chẳng cho mình là AW zone mùi ok chấm xeo chúng cho mình cho thôi cái không được gỡ lơ switch lịp được nè tôi cho in the ball nó không được gỡ terminal và host name aw zone p ok mình save mũi tao bây giờ thôi cái dạng ba ip address host name còn tôi chỉ username password vừa rồi hết cho mình thôi cái dạng ip address tôi cần họ bây giờ là mùi mùi đằng ba pc chẳng cho một căn pc lấy PC đây sâu máu dùng cho desktop cho IP and page chẳng nếu chúng ta IP rồi cao phí rồi hôm bảy chạy mùi chạy phí và nếm rồi cao phí rồi hôm bảy chạy mùi chạy mùi tập thiết dương phương can là IP là PC lịch buôn được nế cho PC lịch buôn nâng máu chẳng dùng cho desktop IP and page và nếu chúng ta IP lịch mùi chạy bấy ok gateway chạy mùi cho tôi đã IP PC lịch pram ní cho tôi cần desktop được tí IP gần vậy chẳng lẽ cứ IP 3.4 ok gần về chạy mũi chẳng cho một PC lịch mũi ní cho một phương ca giải IP được ní và IP chạy pram ok gần về chạy mũi phương ca giải IP address PC lịch pi ní và cho desktop IP address chẳng này IP và P.P ok gateway chạy mũi
Và chúng tôi cả copy mùi sẵn. Tổng tế dân phương cả sáng nhạy PC lý phòng mùi được khi này. Nên mình IP address P chạch bày. PC lý phòng bờ. Chúng tôi cần desktop mà. Và dân IP mà. Lý phòng bờ này IP chạch 4. PC lịch 7 và IP 2.5. Ok, tập đi dân phương ca configure IP address 2 assign IP address token hostname 2 dân phương ca test pre-verify the same network sẵn tập mà tiết dân phương ca ping test verify different network chắc không cho một PC lịch 0 ní nhưng phương ca test ping cho token prompt ping token PC lịch 1 pin được căn rồi cho phí về hồng bảy ba chạy mùi chạy trám score là chung tôi ca pin tôi PC lịch trám là bên IP mùi chạy bốn ba chung tôi ca pin là IP lịch bốn PC lịch bốn là bên IP mùi chạy bảy. Ok chung tôi ca pin được căn router IP mùi chạy mùi score 2 tổng tiếp cho mình phương ca ping slong cho mình phương ca ping token bà là ngay interface bỏ router chỉ biết xôn slash muối bà pi chạy muối score cho mình phương ca ping token PC lịch pi bà IP pi chạy pi score là dân phương ca tại ping token PC lịch phạm mũi IP chạch 7 P chạch 7 cái score là dân phương ca tại ping token PC lịch phạm bẩn IP P chạch 4 và PC lịch 7 IP P chạch 5 và score là chân pi khang lên IP rồi cao pi rồi hôm bảy chín mươi năm một chín sáu năm hai bốn ní dân khi nào dân ai đi bỏ tôi cần một network tiếp chân dân tôi cần tại pin một network tiếp đã thật nó không là same network sẵn chân không cho tôi và mình trốn pin tôi cần IP rồi cao pi rồi hôm bảy chín pi chín bảy và score trong pin tôi cần chạy 4 tôi cần pin tôi IP chạy 5 PC 7 score chẳng cho mừng tôi cần pin bị khang và sai network rồi kéo pin rồi hôm 7 chạy pi chạy xong làm phải buồn nít tôi cần mà network tiệt bè tôi cần rồi kéo pin rồi hôm 7 chạy mua chạy xong làm phải buồn vĩnh trong pin tôi IP mua chạy pi và mua chạy 7 nếu cứ chơi ca verify đặt condition như ngay tại pin những đồng bay verify thay condition như cái chơi bò được một cọt mà chúng tôi cam pin đầu mùi chích bốn score chúng tôi cam pin đầu mùi chích phém bè score năng ngày chẳng lạp dưỡng dưỡng màn complete thái và chẳng chui chạy like chẳng subscribe phóng bề riêng bật tóc nhằm nâng bề riêng nền tầng ọc nèm bì kè cần bì gỡ static route, dynamic route, để dưỡng miên bì size, bì brand có đôi chìa thua kè cần bì gỡ DHCP phóng này bè xong ở cùng.